Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, không khí tiết trời Tết năm nay rất đẹp, lý tưởng để mọi người có thể du xuân, nhất là đến với cao nguyên đá Đồng Văn. Và những ngày này, ngoài đi chúc Tết thăm thân thì người dân và du khách đã tìm đến các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn huyện Mèo Vạc để tận hưởng niềm vui xuân mới. Từ mùng 2 Tết, huyện Mèo Vạc đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ để khách du lịch và người dân tham gia giao lưu trải nghiệm. Các điểm nhấn về du lịch cũng được chỉnh trang, tạo cảnh quan mang không khí sắc xuân thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh vui chơi. Với không gian rộng rãi thoáng đãng, nằm ngay trên đường quốc lộ 4C, làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi là điểm đến hấp dẫn. Khi đến đây, mọi người sẽ được hòa mình vào một không gian kiến trúc nghệ thuật, bày trí hài hòa, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Ngoài ra, đỉnh đèo Mã Pì Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc, cũng là điểm lý tưởng để ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm. Đi du xuân ở Hà Giang hay Mèo Vạc này, đấy thì cái không khí ở đây rất là trong lành và mát mẻ. Gặp những người dân Hơ Mông mình cảm thấy là rất là thú vị. Người ta cũng rất là thật thà, chân thành mà tiếp những cái vị khách, ví dụ ở miền xuôi lên là người ta rất là quý mến. Với nhiều hoạt động vui chơi và các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn huyện đã trở thành địa điểm lý tưởng, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham quan trải nghiệm, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi đối với mọi người khi đến với Mèo Vạc vào những ngày đầu xuân mới. Từ những ngày đầu của năm mới 2023, lượng khách du lịch đến với Hà Giang ngày một tăng. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch với mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách trong năm nay. Phấn đấu đến năm 2025, thu hút 3 triệu lượt khách du lịch đến với địa phương theo Nghị quyết 11 về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành. Theo Nghị quyết 11, tỉnh Hà Giang cần phát huy tối đa lợi thế gắn với nâng cao nhận thức và đời sống cho nhân dân, giảm nghèo bền vững, phát huy văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và kiến trúc bản địa, xây dựng du lịch gắn với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, chú trọng phát triển du lịch nội địa, kết hợp phục hồi kinh tế xã hội gắn với kiểm soát dịch bệnh COVID-19, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, hình thành một số khu điểm du lịch dịch vụ tổng hợp quy mô lớn, phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, nhất là du lịch cộng đồng, xây dựng thương hiệu du lịch Hà Giang an toàn, hấp dẫn, đặc sắc. Cụ thể, đến năm 2025, phấn đấu có một khu du lịch được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, thu hút 3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch ước đạt 7.800 tỷ đồng, đóng góp 10,34% giá trị du lịch vào tổng sản phẩm trên địa bàn, tạo ra 28.000 việc làm trong lĩnh vực du lịch dịch vụ.